Khoảng 6 giờ 30 ngày 31 tháng 10, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại 103/700, xã Thanh Bình, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc đã phát hiện xe ô tô 4 chỗ màu đỏ, biển kiểm soát 29A61337 chạy quá tốc độ ngày 61 tháng 5 đi hướng Sơn La Hà Nội có biểu lộ nghi hoặc, để yêu cầu dừng xe kiểm tra. Số ma túy đang được giám định. Sau đó, tổ công tác yêu cầu lái xe về trạm cảnh sát giao thông huyện Tân Lạc, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy. Trước tình thế này, tổ công tác lập tức đuổi theo phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng đưa về trạm cảnh sát giao thông điều tra, làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên là Chu Tuấn Hùng 1976, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Số ma túy bị phát hiện trong xe. Ngay sau khi lái xe ô tô xuống xuất trình, với kinh quản nghiệm và bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc phát hiện lái xe nghiện ma túy, kiểm tra nhanh cửa xe ô tô phía lái có một gói ma túy, đồng thời phía sau ghế lái phụ có túi ni lông màu đen nghi chứa ma túy. Đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình và Viện Kiểm sát huyện Tân Lạc đã tiến hành khám nghiệm xe ô tô, thu giữ 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, khoảng 50 viên hồng phiến.